Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta là đến với quân cờ có sử dụng việc điều quân pháo mã tốt rất là hay. Như ta thấy thì bên đỏ còn có pháo mã và tốt, bên đây còn có xe hai tốt. Mã đỏ thì đang trong tầm truy đuổi của xe đen. Nếu chúng ta tìm cách suy nghĩ mà chạy mã đỏ đi thì tất nhiên xe đen sẽ bình vào chú tướng và bắt tốt. Và nếu như mà để con tốt này mắc mà pháo mã chưa liên kết có thể chiếu thì bên đỏ tắt xe bại. Còn nếu như cách suy nghĩ thứ hai là chúng ta bình pháo chiếu, tất nhiên là tướng chỉ đơn giản bình vào mã vẫn đang trong tầm truy đuổi của xe. Nếu mã chạy đi thì xe sẽ bình vào và tốc đôi cả pháo cả tốt, thì bên đó cũng không có đường nào mà chiến thắng. Do vậy chúng ta phải có một cách tư duy thật là hay để mong có thể là mở ra con đường chiến thắng dành cho đỏ. Thì bước đi đầu tiên rất hay của bên đỏ đó là bắn một chú tướng, tướng bắt buộc phải bình vào, sau đó thì lại đi một nước bắt tuyệt vời, đó lại là mình trốn vào tiếp tục chú tướng. Như thấy đây tướng bắt buộc phải ăn lên, mã lại tiếp tục nhảy qua lũ năm chú tướng. Thế này là thế tiền mã hậu pháo chú tướng, nên bắt buộc xe đen phải đem vào cạn, sau đó thì lại tiếp tục nhảy qua lũ ba chú tướng. Sử dụng lưỡng tướng vừa pháo vừa mã cùng chú tướng nên tướng lại phải bình qua bên ngoài lỗ 4, mã lại tiếp tục tấn xuống lỗ 4 chú tướng. Tướng không thể vào được nên chắc là xe sẽ đem về để cản. Pháo lại tiếp tục bình qua bên ngoài lỗ 6 chú tướng. Đến đây thì đang sẽ có hai đường đi, đường này thứ nhất là tướng 4 bình 5 và đường này thứ hai đó là sĩ 4 thứ 5. Nó xét trường hợp thứ nhất đó là tướng 4 bình 5 thì mình đang sẽ thu rất là nhanh, và lúc này mã sẽ nhảy về lỗ 3 chú tướng, bắt buộc tướng phải tấn một. Đến đây thì pháo lại bình qua bên lỗ 5 để truy đuổi xe. Như thấy nếu mà xe chạy đi thì mã sẽ nhảy về và sát cục ngay, do vậy bắt buộc phải là chống sĩ về. Thì mã lại nhảy về lỗ 4 chiếu tướng. Tướng bình qua lỗ 6 thì sẽ bị sát cục, do vậy tướng bắt buộc phải bình qua lỗ 4. Đến đây thì pháo chỉ đơn giản là ăn xe. Do vậy ta thấy nước đi mà tướng 4 bình 5 của đang là không có được. Mà lúc này nước đi bắt buộc của bên đang phải là sĩ 4 xuống lỗ 5. Đến đây thì mã lại tiếp tục nhảy về lỗ 5. Vậy ta sẽ xem những tình huống nào mà đang có thể đi. Tất nhiên là không thể thắng tướng ngủ được gì rồi, tại vì mã sẽ nhảy về chiếu và sát cục ngay. Ta sẽ xem trường hợp thứ nhất đó là sĩ 5 thối về lỗ 6. Đến đây thì mã chỉ đơn giản là nhảy về lỗ 7 chiếu tướng. Nếu mà tướng tấn 1 tất nhiên là pháo sẽ ăn về tốt và bên đang dính phải sát cục. Còn hợp thứ hai đó là tướng 4 lại bình vào 5, lúc này thì pháo vẫn ăn về tốt. Và như ta thấy là cả tướng, cả hai sĩ và xe bị bất động bởi mã và mặt tướng ở đây. Chỉ còn một tốt di chuyển thì bên đỏ rất là dễ dàng chiến thắng. Vậy ta sẽ xem trường hợp tiếp theo, đó là sĩ 5 không thối về lỗ 6. Lúc này sĩ 5 sẽ tấn 6. Đến đây pháo lại thối về ăn tốt và chiếu tướng, tướng lại phải bình vào. Pháo đỏ lại tiếp tục bình qua chiếu tướng. Nếu mà tướng đang ăn lực thì tất nhiên pháo sẽ ăn xe. Và như ta thấy trong trường hợp là pháo sĩ đấu với hai sĩ thì chắc chắn bên đỏ sẽ chiến thắng. Tốt này là tốt bị lục nên bắt rất là dễ dàng. Còn trường hợp thứ hai cũng vậy, nghĩa là tướng di chuyển qua lỗ 4 hay lỗ 6 gì thì pháo cũng sẽ ăn xuống xe. Vậy ta sẽ xét tiếp trường hợp tiếp theo, đó là không di chuyển sĩ và lúc này sẽ di chuyển xe. Chẳng hạn như xe 5 bình 6 chiếu tướng, lúc này thì tướng 4 sẽ bình lỗ 5. Như thấy sau khi chiếu tướng thì bên đang vẫn còn chống đỡ với nước tiếp theo của bên đỏ, đó là pháo ăn về tốt. Lúc này sĩ chống lên thì xe sẽ mất bởi mã sang xuống xe. Do vậy bên đang suy nghĩ nước là sẽ tấn xe xuống để giữ tốt. Đến đây thì mã lại thối về lỗ 7 chiếu tướng, tướng lại phải tấn 1. Sau đó thì lại thối về lỗ 6 và sát cục ngay. Còn trong trường hợp mà bên đang không có tấn xe xuống giữ tốt, và lúc này chơi nước là xe tấn 2, thì bên đỏ vẫn chơi nước là mã thối về lỗ 7 chiếu tướng. Như thấy nếu tướng tấn 1 thì mã sẽ thối về và sát cục, do vậy bắt buộc bên đang phải đem xe qua để cản mã. Mã lại tiếp tục thối về lỗ 6 chiếu tướng. Nếu mà sĩ chống lên thì mã sẽ lập tức nhảy vào lỗ 5 chiếu tướng, tướng bình vào thì sẽ bị dính tuyệt chiêu
tiền mã hộ khẩu. Do vậy đến đây bắt buộc mình đang phải làm bình sang quả để cặn. Và lúc này con thì báo tiếp tục ăn về tốt và vẫn đang phục sắc một nước rất hay, đó là mã 6 phán 7. Do vậy bắt buộc bên đang phải đem xe lên để cản mã. Và thì mã lại thối về lỗ 8, dùng pháo truy đuổi xe. Xe lại tiếp tục thối về hai nước. Đến đây thì mã chỉ đơn giản là phán 7. Như thấy kiểu gì thì xe đang này cũng sẽ mất. Và hình tạng lại đưa về hình tạng chiến thắng cơ bản, đó là pháo sĩ chiến thắng song sĩ. Vậy ta sẽ xem đến trường hợp cuối cùng, từ nước mà mã nhảy về lỗ 5. Đến đây thì không đi xa, không đi sĩ, lúc này sẽ bình tốt qua lỗ 3. Thì mã vẫn thối về lỗ 7 chú tướng, bắt tướng phải bắn 1. Sau đó lại tiếp tục thối về lỗ 6 chú tướng, tướng lại phải bình 5. Mã 6 lại tiếp tục tấn 4, tướng lại phải bình qua bên lỗ 4. Mã 4 lại tấn 6, tướng lại phải bình 5. Đến đây thì bên đó chỉ đơn giản là nhảy mã qua lỗ 7 chiếu tướng và chết xe. Đến đây thì bên đèn tắt bài cuộc. Như thấy trong hình cờ này, từ bước đi đầu tiên bên đỏ rất xuất sắc, phê tốt để mà sử dụng liên hoàn giữa pháo và mã, và có những bước di chuyển rất là tuyệt vời để nhốt xe đèn vào tận trong cung và sử dụng pháo mã một cách rất là linh hoạt để có thể chiến thắng được ở bên đèn. Còn một xe rất là mạnh và hai tốt đã áp sát. Clip hôm nay của mình cũng xin kết thúc. Các bạn nếu thấy hay hãy cho mình một like và nhớ nhấn đăng ký kênh để xem tiếp các clip tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.